6 cảnh sát giao thông bị bắt, đề nghị kỷ luật nguyên trưởng công an thành phố Chí Linh Lê Văn Thoàn. Câu chuyện pháp lý liên quan đến việc công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 người nguyên là cán bộ thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Chí Linh để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, khiến dư luận đứng ngồi không yên. Cùng với đó, nhiều người cũng đặt ra câu hỏi vì sao những người này bị phát hiện và bị bắt giữ. Việc có tới 6 người là con số không hề nhỏ. Vậy đây có phải là việc 6 cựu công an thống nhất bàn bạc và lên kế hoạch để bắt lỗi kiểm tra nồng độ cồn hay không. Ngày 9 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hải Dương tạm giam Bùi Mạnh Tuấn, Nguyễn Văn Bằng, Nguyễn Văn Tuấn, Mạc Quốc Phương, Nguyễn Thành Trung, Trương Mạnh Đăng để điều tra về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Được biết, kết quả điều tra ban đầu xác định ngày 4 tháng 2, nhóm cán bộ chiến sĩ trong tổ tuần tra kiểm soát số 3 thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Chí Linh trong quá trình làm nhiệm vụ đã dừng nhiều ô tô để kiểm tra nồng độ cồn nhưng sử dụng máy đo nồng độ cồn không phải do Bộ Công an cấp. Việc phát hiện sai phạm của 6 cảnh sát giao thông diễn ra trong lúc Cục Cảnh sát Giao thông mở đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, chạy quá tốc độ từ ngày 15 tháng 11 năm 2022 đến ngày 5 tháng 2 năm 2023. Nhiều tài xế cho biết đây là đợt kiểm tra nồng độ cồn gắt chưa từng thấy. Trong nhiều năm qua, cả về mức độ xử lý nghiêm và quy mô hoạt động. Tại Hà Nội, nhiều chốt hoạt động cả ngày 30 Tết, ngày mùng 1 Tết Quý Mão. Tại đợt cao điểm này, Cảnh sát giao thông cả nước đã phạt hơn 80.600 tài xế vi phạm nồng độ cồn với số tiền gần 400 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hải Dương đang tiếp tục điều tra vụ án để xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân liên quan theo đúng quy định của Đảng, của pháp luật và của ngành công an với quan điểm không có vùng cấm, không có ngoại lệ bất kể người đó là ai. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương vừa thông báo kết quả kỳ họp thứ 18 của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương tổ chức ngày 25 tháng 8. Căn cứ kết quả thẩm tra xác minh, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương nhận thấy Ông Lê Văn Thoan, nguyên trưởng Công an thành phố Chí Linh với trách nhiệm là người đứng đầu cấp ủy, đứng đầu cơ quan đơn vị đã có một số vi phạm khuyết điểm trong công tác lãnh đạo quản lý điều hành để cơ quan đơn vị có một số cán bộ chiến sĩ vi phạm pháp luật. Đối chiếu các quy định của Đảng, Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ tỉnh ủy xử lý kỷ luật đối với ông Lê Văn Thoan. Đó là một trong những nội dung thông báo kết quả kỳ họp thứ 18 của Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương do ông Vũ Hồng Hiên, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Hải Dương chủ trì tổ chức mới đây. Trước quan điểm pháp lý, tiến sĩ luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, việc cùng lúc khởi tố 6 cựu cán bộ công an liên quan đến sai phạm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ là chuyện hiếm khi xảy ra. Điều này cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Việc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Theo quy định tại Nghị định 135 2021 NDCP, quy định về danh mục, việc quản lý sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy định thu thập dữ liệu thu được từ phương tiện thiết bị kỹ thuật do cá nhân tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính thì các máy đo nồng độ cồn do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định trang bị cho lực lượng cảnh sát giao thông. Người sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và kết quả thu thập được bằng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ. Luật sư cho rằng cơ quan tiến hành tố tụng sẽ làm rõ động cơ ở đây là vì vụ lợi hay vì động cơ cá nhân. Vì sao mà các cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông này lại sử dụng các phương tiện kỹ thuật ngoài trang bị của nhà nước và việc sử dụng các thiết bị này như thế nào, có gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước, của tổ chức của cá nhân hay không, mức độ thiệt hại là bao nhiêu. Đây là những yếu tố quan trọng để quyết định có xử lý thêm tội danh khác hoặc chuyển tội danh khác hay không. Việc khởi tố các bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ chỉ là bước đầu trong quá trình điều tra vụ án này. Vẫn theo luật sư Đặng Văn Cường, nếu kết quả điều tra là vì vụ lợi hoặc vì động cơ cá nhân mà làm trái công vụ, gây thiệt hại đến tài sản của tổ chức cá nhân thì sẽ bị xử lý về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Còn trường hợp hành vi có yếu tố chiếm đoạt có đe dọa uy hiếp tinh thần của người tham gia giao thông, gian dối với người tham gia giao thông hoặc thỏa thuận liên quan đến câu chuyện tiền bạc thì có thể sẽ cấu thành tội danh khác. Quan điểm của luật sư Đặng Văn Cường cho rằng, hành vi thi hành công vụ như vậy đã là sai trái, vi phạm pháp luật nên việc đánh giá hậu quả đã gây ra đối với xã hội, tổ chức, cá nhân làm căn cứ xử lý vi phạm là cần thiết. Nếu căn cứ vào máy đo nồng độ cồn không đúng quy định để xử phạt, thu tiền của người tham gia giao thông không đúng quy định, gây thiệt hại đến tài sản của dân nhưng không có yếu tố chiếm đoạt thì việc xử lý về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ là có căn cứ. Nhưng nếu có yếu tố chiếm đoạt tài sản thì sẽ chuyển sang tội danh khác với mức hình phạt nghiêm khắc hơn. Trường hợp kết quả điều tra cho thấy có hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản thì có thể bị xử lý hình sự về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong trường hợp có hành vi đe dọa, uy hiếp tinh thần của người tham gia giao thông để chiếm đoạt tài sản, lúc này có thể bị xử lý hình sự về tội cưỡng đoạt tài sản. Trường hợp hành vi nhận tiền của người tham gia giao thông để thỏa thuận bỏ qua sai phạm có thể bị xử lý hình sự về tội nhận hối lộ theo quy định tại điều 354 Bộ luật hình sự. Hiện cơ quan điều tra đã khởi tố 6 cựu cán bộ công an về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo đó chế tài có thể phạt tù từ 5 đến 10 năm. Với những cán bộ công an nhân dân mà không còn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân, không đủ tiêu chuẩn chuẩn mực về đạo đức thì sẽ bị tước danh hiệu, loại khỏi ngành theo quy định của pháp luật và quy định của ngành công an. Vụ án này là bài học cho các cán bộ thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, coi thường pháp luật, lợi dụng chức vụ quyền hạn để sách nhiễu, phiền hà dân, gây thiệt hại đến uy tín của Đảng và nhà nước cuối cùng vụ án này sẽ được xử lý thế nào ai là kẻ đứng sau giật dây hay chỉ là hành động tự phát diễn biến mới nhất sẽ được pkt liên tục cập nhật